À, mở máy kìa. Nè, máy quay ha. Nó lên nè. Lên. Dạ. Rồi. Nhưng mà khi mình xài chút xíu thì sao? Treo. Đứng. Nha. Rồi bây giờ mình đi test RAM đi. Gắn lại khe kia. Rồi, khi mình gắn khe bên kia thì đi vô chút xíu nó treo đúng không? Đổ qua khe thứ hai nè. Đây. Đó, RAM nó sụp sụp dưa rồi. Lúc này là RAM lỗi, lỗi nặng luôn rồi. Khỏi cần test RAM. Ở lúc này mình loại trừ luôn. RAM hư, chụp ra. Nó vẫn còn nhận nha. Chứ không phải là RAM nó chết luôn. RAM nó chết thì khi gắn vô máy á, thì sao? Nó sẽ kêu bíp bíp cho mình nghe. Nha. Còn này là RAM nó lỗi sập dưa thôi. Lúc này là mình gắn vô máy mình xài nó sẽ đâm treo rồi.